Vợ chồng Phương gửi lời chúc sức khỏe vui vẻ đến cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn. Chúc tất cả ngày mới được nhiều điều tốt đẹp, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống nghe. Cũng gửi lời chúc đến tất cả, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ lớn đến nhỏ nghe. Vợ chơi chút xíu thôi. Thôi, kênh YouTube của vợ chồng mình là tên là Phương Kiên Giang Việt Nam USA. Còn chủ đề chính của vợ kênh của vợ chồng mình đó là đi câu chài cá hay em, bắt ghẹ gì đó, nấu món ăn rất là dân dã giản dị, gửi đến cả nhà xem giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi. Một lần nữa vợ chồng Phương cảm ơn thật là nhiều đã luôn bỏ thời gian xem video ủng hộ kênh YouTube của hai vợ chồng mình nghe. Đó, vợ chồng Phương vừa đến biển đó nghe cả nhà. Bữa nay mình sẽ làm gì gì đây em? Bữa nay mình đi câu ghẹ rồi chài cá, câu cá luôn. Thôi có con nào thì mình xào con nấy đi ha. Đó, rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều. Theo dõi coi bữa nay vợ chồng Phương thu hoạch được bao nhiêu cá ghẹ gì đó hen. Rồi nấu ăn. Dân giả gửi đến cả nhà xem giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi nghe. Rồi. Chào cả nhà. Hi everyone. Welcome to our YouTube channel. Thank you for watching. We're here today. Fishing, clean, cook and eat. Rồi mời cả nhà đón xem nghe, vợ chồng lúc đầu đi theo em. Rồi đi thôi, câu thôi ông xã ơi, đem quăng câu câu quăng thử coi làm sao em. Bữa nay trời có lúc nắng lúc mây che nghe cả nhà, lúc tối lúc sáng đó. Rồi quăng đùi gà đó trước đi em. Chuyện gì xảy ra bà xã? Con ghẹ. Thôi thôi, mới mới vừa quăng ăn rồi nghe cả nhà. Để Phương bước xuống nghe. Ồ, cũng lớn anh ơi. Lớn. Ok nha. Xe ông xã ơi. Quá. Thôi anh ơi. Lắm nha cả nhà. Wow, vui quá. Mới vừa thấy có một cái đồng ruộng đá đây. Đưa ra đây cho đừng dính nè, dính đá nè. Nè Phương lấy vợ quá chưa nha. Đừng có hồi hồi nhìn cái tiếng cho mất thiệt. Đưa em, đưa em. Mê, đưa em vào vợ, một em đầu tiên. Ôi ôi lớn rồi. Lớn rồi cả nhà, vô lưới rồi. Good job rồi đấy. Thank you ông xã. Hay ta high five cái coi. Yeah. Yeah. Vui, happy. Giỡn chơi chút xíu thôi. Thôi kênh YouTube của mình là thư giãn nha, chủ yếu là vui thôi nghe cả nhà. Cả nhà ơi, hai vợ chồng mình ở Florida nghe, tiểu bang Florida nghe cả nhà. Đó. Ok, rồi, câu tiếp đi em. Ok, ông xã. Dạ, sao này? Ông xã mình chuẩn bị quăng câu ra đó, cả nhà. Dùng ra ngoài nghe cả nhà. Rồi, quăng đi anh. Rồi, 1, 2, 3. Wow, cũng xa quá hả? Rồi. Ok, good luck ông xã. Rồi, thank you. Coi rồi, có rồi, lớn con cá hả? Bự không nghe. Dính con cá bự không nghe. Rồi. Ok, câu đi. Rồi, quyết định đi đây. Ở trên đó có người Mỹ người ta cũng đi xuống công viên này chờ chơi nữa đó cả nhà đó. Rồi, ông xã câu he, good luck. Cả nhà thấy không? Đó xuống mắt. Yo, hai em. Hai con nghe cả nhà. Chào cả nhà. Hai rồi. Quá lớn luôn, good job. Too big luôn ha. Ok. Kiếm tiếp thôi em. Ok ông xã. Rồi lấy đùi gà ra đây. Cái nhà thấy rõ không nha? Ghẹ tự nhiên nó bò vô sát trong luôn nha cả nhà. Rồi, hồi rồi cái này cả nhà. Quá lớn luôn. Khủng long luôn. Bự luôn rồi. Nó vô kia thôi nó phóng ra nha. Cả nhà cái này là cũng cục mồi á, rồi đùi gà đó nghe, mùi nó bò vô nghe cả nhà. Nhưng mà chưa kịp ăn mồi đã vô vợt nghe. Vậy quá là, vui luôn. Chưa kịp ăn mồi vậy mình bỏ vô nồi. Ok, rồi bỏ vô vợt đi anh. Đó, cả nhà thấy lớn nè. Wow. Ông xã ơi, chắc cần câu cá nó ăn hay gì rồi nè. Nó gị mọp kìa. Ồ, cá ốc. Cũng khá lớn chưa? Cũng khá lớn. Bự mắt tay chứ cả nhà. Còn cá ốc. Dính cá là cũng vui rồi đó cả nhà. Thư giãn ha. Giật đã tay là ok. Rồi thôi vậy anh Tháo là thôi. Bắt không em? Bắt đi anh. Ok, vậy anh bắt bỏ vô lọt rộng thôi. Rồi. Mình đi câu chài, câu ghẹ đó mà vui rồi giải trí được rồi hả anh? Chuyện gì xảy ra nữa vậy em?
dẹ, ăn mồi. Lên 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 lên. Vô. Quá lớn rồi. Rồi. Nó bự ăn nữa hả? Bị ăn nữa qua tiếp thôi bà xã ơi. Nhà có con chuồn chuồn đang đậu lên cái cần câu ghẹ của bà xã mình luôn nghe. Đó, chuồn chuồn có cánh có lượng mau bay. Có đàn trẻ nhỏ đang theo bắt mày. Wow. Ủa ghẹ ăn luôn rồi cả nhà. Phương không nhớ không làm thì mấy chục năm về trước ha bà xã. Lúc còn nhỏ đó nói mà muốn biết lội nhanh á thì lấy con chuồn chuồn nè để vô cái gúng cắn một cái rồi biết lội. Trời ơi biết lội đâu không thấy nghe. Nhưng mà để vô nó cắn một cái là nghe nó đau sáng trời ông địa luôn cả nhà. Wow, ơi, câu ở đang ăn luôn, dạ đang ăn luôn cả nhà. Rồi, đó Phương quay chút xíu gửi đến cả nhà xem nghe. Làm cho mình nhớ lại mấy chục năm về trước còn nhà lúc còn nhỏ Việt Nam hả em. Trời ơi chuồn chuồn này cũng màu sắc đẹp nghe cả nhà. Vô, dợt đi. Trời ơi, nó bự. Trời ơi, con này nó bự nhất hơn nãy giờ. Nặng chiều chịu luôn. Trời ơi, nó bự. Cả nhà ơi, cá ăn câu nữa rồi. Nữa. Trọng khu luôn hả? Trọng khu câu luôn. Quá lớn rồi, cả nhà ơi. Ôi ơi. Con này con thứ tư nha cả nhà. Con để cái lạp rộng dưới đây. Ok, giờ bỏ vô rộng tiếp. Lấy hai cái vợt xuống vớt luôn nha cả nhà. Mà tại vì cái vợ câu kéo rồi vướng vô cái đá rồi cả nhà ơi. Vô đây nè, vướng cái đùi gà luôn rồi cả nhà. Đó vợ câu vướng bên kia rồi kìa. Thằng ngồi nó bự. Rồi okay. Cho em yes. Rồi lên luôn. Very nice. Vừa ăn mồi là bỏ vô nồng. Ôi này luôn. Cũng là trai anh luôn nha cả nhà. Quá lớn luôn rồi. Xin dần rồi lấy đùi gà ra câu tiếp theo. Wow nha. Vui quá là vui. Mê. Rồi nặng lớn luôn. Rồi. Bỏ vô thùng tiếp thôi em. Mê quá chừng mê luôn. Vui thiệt em. Thư giãn giải trí câu chài gì cái sự thích thú và trải nghiệm vui lắm cả nhà. Mà mình để có ghẹ với cá ăn luôn cả nhà ơi. Vui thiệt. Rồi. Ok đấy. Bỏ vô thùng đi. Dạ chào mình thích. Dạ chào mình rất thích câu chài cá giải trí ha em. Rồi nóng ăn nhân giả luôn. Ok. Ông xã mình câu dính hơi ghẹ cả nhà. Đang đu. Chưa có dính luôn nghe bà xã. Đang đu đùi gà to vô. Ôi, con khủng long luôn cả nhà ơi. Quá lớn rồi cả nhà ơi. Càng xanh này cả nhà nhìn kìa. Ôi. Rồi. Từng nét. Cả nhà, cái vợt. Đúng chưa? Trời ơi. Trời ơi, con này là 9-10 con nãy em câu đó em. Ôi giời, quá đã luôn cả nhà ơi. Đi câu ghẹ mà dính gì mà sao không mê được cả nhà. Công nhận mê lắm nha cả nhà. Mê ly vui luôn à. Nhìn thấy là mê ha. Công nhận, giải trí, vui thiệt dính cái đùi gà này. Vui quá Rồi lấy ra câu tiếp thôi nghe em. Đây nè, con này hồi nãy mới thì nè, khủng long nè cả nhà. Rồi thuyền con này nữa nghe cả nhà. Đây nè, đó. Đưa em. Đưa em vào. Đưa vào. Hai em cưng rồi. Quá đã luôn. Ông xã quá vui luôn. Vui quá. Ok, tiếp thôi. Rồi, đi thôi. Con này lớn dữ lắm mà không biết dính không nghe cả nhà. Để Phương kéo lên nha. Đang chiều chiều luôn. Rồi, buồn rồi. Trời ơi, xảy rồi, thiệt là đã... Ông xã mình nè, câu dính con ghẹ nè cả nhà. Trời ơi, biết quá. Trời cần ké ăn luôn nè em ơi. Nguyên bầy đô phần rửa cá ăn kìa cả nhà. Trời thấy đẹp quá em. Hai, ba con. Wow. Lớn quá trời lớn luôn á cả nhà đó. Ba cái heo lớn á cả nhà. Ồ. 3-4-5 con luôn hay em. Ôi quá chừng rồi. Tới giờ ngược vô cá ăn rồi đó nghe cả nhà. Wow. Trời nhìn đẹp quá em. Lớn dễ sợ luôn á. Coi giờ nó giỡn kìa. Wow, đẹp quá. Rồi đi ra ngoài. Rồi bye. Nãy giờ mình với ông xã mình câu ghẹ với câu cá. Giờ ông xã đem xuống dưới lấy cái lợp lên coi thành quả được bao nhiêu ha cả nhà. Ông xã đem lên đi anh. Ok em. Trời ơi, cái
cái lợp con cá kia cả nhà. Wow. Đó. Quá trời luôn, nhảy tung tăng trong này luôn nha. Dưới đây cái lợp ghẹ này nghe cả nhà xem nè. Trời ơi cái nó bự nè. Ghẹ này là khoảng 20 con nghe cả nhà. Wow, cả nhà ơi, đó, khoảng 8 con cá luôn nè cả nhà. Trời ơi quá trời con lớn lớn không là cả nhà thấy nè. Rồi bây giờ bữa nay mình chỉ câu ghẹ và cá hay mà xa. Rồi nó muốn ăn gửi đến cái nhà xem giải trí nè. My husband fish about 8 catfish and 20 blue crab. Okay, let's go clean cook and eat. Rồi quyết định gì đi em. Rồi đi nấu ăn thôi. Ok đấy. Bữa nay okay. Vợ chồng mình sẽ nấu món ăn dân dã giải trí tại biển luôn nghe cả nhà. Là mình làm 4 con cá úp. Đó mà câu khoảng 8 con hả em. Làm 4 con thôi cả nhà. Rồi em làm gì em sao em phi lê hả? Em phi lê cá này ra. Đó, rồi Phương sẽ chà rửa sạch hai con ghẹ này nghe cả nhà. Rồi mình rửa nước lọc lại sạch sẽ rồi nó ăn hen. Cái món này hơi độc lạ nghe cả nhà, không biết cả nhà có từng ăn qua chưa? Bà xã biết món gì không? Thì đợi tới đó. Đợi tới đó đi. À, nói trước, bộ phim mà biết câu chuyện cuối cùng thì nó mắc hay hen. Nó giỡn thôi, mời cả nhà đón xem. Action. Ok, lấy hai miếng dán xuống đi bà xã. Cũng hơi có gió. Ok rồi, để cái nắp sỉnh xuống rồi. Đó, đây nghe cả nhà. Đó, món gì hai chồng mình tự đi săn bắt chế đây bà xã. Món cá ghẹ hấp xả. Ồ, chắc có lẽ cá hấp xả cả nhà cũng đã có ăn qua. Nhưng mà ghẹ hấp xả không biết có ăn qua chưa ha. Ok, giờ lấy xả vừa ra ha em. Ờ, lấy ra đi ha. Rồi okay. Mình bỏ gì vô trong trong đó em. Lấy mình xả ra rồi hồi bỏ vô dĩa. Ok. Mình bỏ mỡ tỏi vô cá. Mỡ tỏi đồ phộng ha. Là món gì đây bà xã? Cá ghẹ hấp xả. Mỡ tỏi đậu phộng. Cả nhà. Cái hai món... con ghẹ khủng long. Đúng rồi. Lớn lắm nghe cả nhà, nguyên cái dĩa đó. Đó là mỡ tỏi thôi, thường thường thì có người ăn mỡ hành ha em. Bữa nay mình ăn mỡ tỏi đậu phộng nghe cả nhà. Hai con ghẹ quá cỡ thợ mộc luôn rồi. Rồi cái bên là nước mắm gì đây em? Nước mắm me ăn với cá. Đó. Mình cuốn với rau sống nè cả nhà ơi. Đó. Đó. Ok luôn ha em. Rau sống có gì gì đó bà xã? Rau đắng nè, rau thơm, rau quế, rau dấp cá, tí tô, rồi cải bẹ xanh. Cũng nhiều ha. Còn cái bên đây là cơm. Cơm trắng. Em chén, anh chén ha. Quê hương Việt Nam ta, đi tới đâu là có cơm trắng tới đó ha em. Ăn cơm cho chắc bụng ha. Đó, đây. Rồi mình ăn tráng miệng gì đây em? Đó trái dâu tây strawberry. Ủa cả nhà, hồi rồi lớn lắm ngàn mà đỏ tươi luôn á, vợ chồng Phương chưa có ăn không biết ngọt lạc sao. Đó, rồi còn kế bên cái ly gì vàng vàng xanh xanh vậy ta? Hai ly bia huyền thoại. Giỡn chơi chút xíu thôi. Thôi vợ chồng Phương mời cả nhà chỉ nhắm môi chút xíu cho vui thôi nghe cả nhà. Trong bữa ăn thôi chứ không có uống nhiều đâu. Còn đây là nguyên một cái bàn dân dã tại biển nè. Đây là nguyên một cái dĩa cá út phi lê hả em. Với hai con ghẹ luôn, bà xã anh phi lê ra. Đó, hấp xả, tỏi đậu phộng rồi nha. Mời cả nhà nghe. Mời cả nhà, rau sống nha cả nhà. Quá ngon luôn. Trời ơi, nhìn cũng thấy khá hấp dẫn nha. Cái món này chắc nhà hàng không có bán luôn. Wow, cái gió nha cả nhà. Nó giỡn thôi, tại vì mình tự chế kỳ quá ha. Rồi, mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Rồi, here we go cả nhà. Đó. Ok, ăn thôi. Ăn thôi. Ăn đi em. Rồi, đấy, đưa anh ơi. Okay. Mời cả nhà. Đó, một con ghẹ. Hồi vô, nó bự mà nặng chiều chiều luôn cả nhà. Với cá út phi lê. Đó. Đó. Mở tỏi đồ phộng. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Vô, rồi ăn thôi bà xã. Mời ông xã. Rồi ăn thôi. Coi coi làm sao, thử miếng cá út trước coi làm sao em. Giờ lấy miếng cải bẹ xanh mình cuốn. Rồi cuốn luôn. Tay của vợ chồng Phương đã rửa sạch rồi nghe cả nhà. Mình ăn là bóc bằng tay luôn nha. Đó. À, mình rửa tay sạch rồi đó. Giờ mình bóc mình cuốn ăn nha. Bỏ vô cải bẹ xanh luôn ha em. Thử miếng rau này luôn coi.
Chỉ to luôn ha. Hồi ôi rau đắng luôn. Cái này rau thập cẩm luôn nghe cả nhà. Rồi nhắm môi chút xíu thôi cho vui vợ chồng với ngang nhớ bà xã. Nhắm môi chút xíu thôi cả nhà. À có lý đó. Bây giờ mắm me trong này hồi ôi nguyên con miếng cá út phi lê nghe cả nhà. Rau sống quả chừng rồi. Vô nha. Tàu phộng luôn đó ha. Mỡ tỏi thơm. Ngon. Mắm me chua chua cả nhà. Mỡ tỏi thơm, đậu phộng cũng thơm luôn em. Cái con cá út này cái da nó dai hơn là con cá rúng rồi cả nhà. Nhưng mà mình làm cho sạch gần phi lê ăn cũng rất là ngon đó. Có lý ạ. Hấp xả thấy nó mềm luôn á cả nhà ơi. Đó. Nó mềm. Nhưng cái mùi xả thơm thiệt em. Xả tươi nó quá chừng thơm rồi cả nhà. Vợ chồng mình để một lớp xả dưới ha em. Một lớp xả tươi ở dưới cả nhà. Rồi mình để cá lên và gẹ lên. Rồi mình lớp thêm một lớp xả đó là hai lớp á. Trên dưới luôn cái lớp mà cái lúc mà hấp á em. Cái hơi nó lại á, thơm lắm cả nhà. Đều luôn, ngon, có lý. Giờ mình ăn không có rau cái nhà. Mở nhà nghe. Mời cả nhà. Mê mà. Trời ơi, ngon. Ngon, ăn miếng cơm rồi cả nhà. Mời cả nhà miếng cơm trắng nha. Có lý. Nhiều quang kìa em. Quá ngon à. Ồ để anh coi gạch đổ. Thôi ơi gạch không nè em cầm này đi em. Ghẹ bắp kế bên bờ biển ngay đây luôn nha cả nhà. Nè. Đó. Đây nè cả nhà, đó gạch vàng nha. Quá ngon so, luôn. Đó nguyên con nha. Mở nha. Nhắm nhì, mời cả nhà. Đúng rồi, nó quá chừng lớn luôn rồi cả nhà. Nè, mời cả nhà nha. Quá ngon. Đó, tới chưa? Đó gần nè. Vô. Mời cả nhà. Cái gạch nó béo cả nhà. Thịt nó chắc nè cả nhà. Nó trắng tươi luôn. Cả nhà nhìn thấy nè. Đó, gạch với cái thịt này đó. Khi nào mà con ghẹ chắc á là thịt nó trắng và nó nặng nha cả nhà. Mà nó nhẹ là nó ốp hết em. Với cái thịt nó hơi vàng vàng không ngon nhưng bữa nay ghẹ quá trời giờ chắc luôn nha cả nhà. Quá ngon luôn. Vô nha. Đúng rồi. Nó rất là ngọt luôn cả nhà ơi, chắc thịt nó ngọt. Mà khi nào muốn ghẹ mà lúc mà ốp á, nó không còn cái thịt ngọt bằng nữa. Mời cả nhà. Nhâm. Có lý thiệt. Bự tay cái mình luôn nha cả nhà, cái càng lớn nè. Nhưng mà Phương sẽ lấy cái cây kìm á, mình bẻ ra mình ăn được, mình không có cắn được nha cả nhà. Cắn nhiều khi hư răng là hao đô. Nghe giỡn nghe. Gãy răng là cái tiền YouTube, tiền lương này không đủ để trồng răng lại đâu nghe cả nhà. Mời cả nhà. Nó giỡn thôi. Tại vì cái răng mình giữ nha, mình không dám cắn gì đâu. Mình lấy kìm mình bẻ ra rồi mình ăn sao ha. Giờ lấy mấy cái thịt thôi. Mình ăn thịt trước đi. Lấy cái kìm bẻ. Rồi mời cái nhà ăn chắc miệng nè. Lấy cái đĩa lên nè. Đó. Trái dâu. Dâu tay, strawberries. Dâu. Mời cả nhà. Ngọt. Có độ giòn. Ngon em. Bữa nay dâu này ngon. Có lý à. Vô luôn. Chào cả nhà ơi. Kết thúc chương trình video đến đây là hết. Giỡn chơi chút xíu thôi. Kênh YouTube của vợ chồng mình chủ yếu là đi câu chài cá săn bắt thư giãn giải trí hả em. Một lần nữa vợ chồng Phương cảm ơn cả nhà thật là nhiều đã dành thời gian quý báu mà xem video ủng hộ vợ chồng mình đến giờ này nghe. Bữa nay vợ chồng Phương chỉ câu ghẹ và cá thôi nha cả nhà, cũng được khá nhiều rồi. Bây giờ mình cuốn đồ về thôi, không có câu cá và ghẹ nữa. Một lần nữa cảm ơn cả nhà thật là nhiều nghe. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Thank you for watching. See you next video. Bye. Thank you. Cảm ơn nhiều. Rồi gửi lời chào tạm biệt. Khi cả nhà vào xem, nếu có cảm thấy mến vợ chồng Phương và thích cái video, thường thì vợ chồng mình hiện tại đăng cái video vào tối thứ sáu giờ bên Mỹ. Hay em? Nếu cả nhà có mến vợ chồng Phương thì hẹn cả nhà
tối thứ sáu tuần sau giờ bên Mỹ nghe. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại. Bye.